Chào các cô chú mấy anh chị nha, hôm nay mình quay cái vườn nhà mình nha, là cát tường nha. Mình có còn khoảng 5.000 cát tường. Đây. Giá tại vườn là 35.000, các cô chú anh chị em nào có thể lại tại vườn thì giá thương lượng nha. Rồi tùy theo cách mua nữa. Mấy cô mua solo hay là mua lựa gì nữa. Tùy theo cách mua. Còn bây giờ thì giá gì, giá trung bình là 35.000. Rồi đây, các tường nhà em đây. Rồi em chỉ bán sỉ thôi, sỉ từ 50 cây trở lên nha. Rồi giá 35.000. Rồi tùy theo kích cỡ cây nữa. Cái này là em đi 4 cây nha. Một cây đi 4 cây, bông khoảng từ 60 tới 80 nha. 60 tới 80 bông, có cây cả trăm bông luôn, mà số 100 thì ít thôi. Đây của em có được 4 màu. Đây là màu trắng viền tím đây. Đây em chừa lại cây nè, chừa lại cây hôm nay nó nở rồi nè. Còn mấy cái kia thì đúng ngay Tết nha, vừa búp nụ không nha. Cái chiều cao của nó là khoảng 6 tấc. Cái cây cắm 6 tấc đó thì nó vừa đụng đầu 6 tấc luôn. Và màu màu cam. Đây, màu cam cũng vậy luôn, cây cũng vậy luôn. Cái màu cam thì bông ít hơn cái màu hồng. Mà nó cũng sai bông luôn. Đây bông màu cam rất đẹp. Và màu hồng là bông nhiều nhất. Đây bông màu hồng đây. Màu hồng rất là xum xê luôn. Một cây của nó nè. Đây luôn. Còn màu đỏ. Màu đỏ thì nó ít bông, cây nó nhỏ hơn. Màu đỏ cây khoảng chừng 40 thôi. Đây bông màu đỏ này. Cái này màu đỏ sen nha. Đây màu đỏ nó lùn hơn cái bên kia. Có màu hồng, màu trắng viền tím với màu cam là nó cao đều nhau, còn cái màu đỏ nó nhỏ hơn. Đây vườn em còn có các loại bông khác nữa nha. Là như hướng dương cao, hướng dương lùn, rồi cúc kim cương, rồi cúc tiger, rồi nhãn thọ, có đủ hết nha. Các cô chú anh chị nào mà lại tại vườn thì xem luôn rồi báo giá sau nha. Không ấy có thể là liên hệ với số điện thoại của em cũng được. Cái nào liên hệ số 0855577780 liên hệ với em báo giá sau nha. Còn bây giờ em nói chung thôi. Đây màu hồng đây cũng rất là đẹp luôn. Mình còn khoảng 5.000 thôi. Rất đẹp, màu hồng rất là sai bông luôn nha. Rồi chào các cô chú mấy anh chị nha.